Ê, anh bạn đang muốn mua nick Roblox à? Ủa sao biết? Muốn có trái báo không? Cách nào? Trời ơi, shop của tôi có bán nick có trái báo đó à nha. Chưa hết đâu nha, còn có thêm random trúng nick các kiểu con đà điểu luôn. Chưa hết, còn có khuyến mãi Robux mùa hè nữa nè. Còn muốn gì thì đến ngay hiharobux.com nha. Hello chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình chính là Dung của trang Phương Hai Quê đây. Trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên lại cho tôi một like, một share và nhớ nhấn luôn cái nút đăng ký đây cho kênh channel của tôi mau đạt được 3 subscribe anh ký nha mọi người ơi. Ok, tôi chính là cảnh sát Jimmy đây. Các bạn nhìn tôi trong bộ dạng này có quá là cute và dễ thương. Mọi người đây là nhà của tôi. Đồng chí Jimmy. Chết rồi, có người kêu mình rồi. Đã mình xuống mình coi coi ai kêu mình vậy ta. Có gì vậy kêu tôi vậy? Xin chào đồng chí. Trời ơi, đồng chí nãy giờ làm gì trên nhà vậy? Đồng chí đi chụp giùm tôi đây. Hồi nãy giờ đồng chí đang bận giữ đồ chơi. Trời ơi, đồng chí chơi đồ chơi hoài, đồng chí vui lòng đi chụp giùm tôi đi. Những người người ta đang cần đồng chí chụp lắm rồi đó. Ok, được rồi, tôi sẽ đi chụp. Đi thôi, chúng ta đồng đi nhau rồi. Ok, chúng ta cùng đi nhau thôi. Đi, đi, đi. Đóng cửa lại. Ủa, súng đồng chí có đem theo chưa? Súng của tôi nè. Wow. Súng của tôi đẹp không? Còn màu hồng nữa chứ. Chứ sao, súng của tôi là màu hồng quá nha. Đồng chí ngựa quá. Cái gì, cảnh bảo cảnh sát ngựa hả? Bắn một cái chết bây giờ. Giỡn chơi hoài. Đồng chí đi xuống nha, đồng chí không được leo lên đầu tôi nha. Được rồi, đi thôi, qua đường thôi đồng chí ơi. Qua đường, qua đường, qua đường. Trời ơi, chạy xe ẩu dễ sợ quá. Người gì á trời, lái con nào. Qua đường nào đồng chí, qua đường, qua đường. Ôi trời ơi. Ôi, trời ơi, chạy xe mà. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Người rồi chúng ta mày điên lên đây là sao? Chết rồi, chết rồi. Trời ơi. Mắt mày đi dưới hả? Đi với cả đứng. Ê, 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 ê. Anh này. Cảnh sát ơi. Này lúc nãy tôi đang đi cái đường này nha, xong tự nhiên cái thằng này nó rẽ qua làn của tôi, xong nó tông vào xe tôi như này. Đây rất là cái bách đường mà nó không thể đi qua được nha. Tự nhiên nó đi qua đây. Cái xe màu đen này có đồng chí nào? Của đồng chí vàng vàng kia kìa. Cái xe màu đen này rẽ ngang qua đây là cái xe màu đen này đang phạm luật. Nhưng mà chính chị chạy quá tốc độ nên mới va chạm với xe của tôi. Nhưng mắc gì mày lại lái vào đây? Thế là không được, sai đường rồi, sai luật rồi. Nhưng mà mày cũng sai luật rồi, mày lái quá tốc độ tao biết. Rồi người ta đi được 50 km/h. Em lặng đi, dạ. Có tôi ở đây để tôi giải quyết. Giải quyết đây với mày. Trời ơi, tại sao nó đoạn đường này lại không có một cái cây đèn đỏ đèn xanh khiến cho cả hai người này phải gây lộn đúng không đồng chí? Đúng vậy, đoạn đường này đang người ta đang làm mới xây rồi nên chưa có đâu. Ừ, mà hai người này còn gây lộn nữa, một người nhịn nhau một tí không được hả? Không, cái này không cả xe thì phải nhịn sao được, cái này phải đền bù. Đền bù. Kiểu này là phải xử lý á, già ơi. Tôi thấy là lỗi của người áo vàng nhiều hơn á. Xe này để đây đây. Mời hai người này về đồn của chúng ta thôi, chứ mấy đồn của chúng ta. Về đồn luôn hả? Hai người theo tôi về đồn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy hồ sơ nè mọi người. Mình đã sẵn xong hai bộ hồ sơ cho hai người ở đây rồi. Ok xong rồi mấy bạn ơi, bây giờ thì mình ra mình sẽ đưa cho họ thôi. Ký tên Jimmy, bây giờ mình sẽ đưa biên bản cho cái người tên là Toku đây. Ký tên Jimmy nè mọi người. Tôi giao xe hai bọn họ rồi nha. Ok trời ơi. Trời, được rồi nè. Grab về thôi. Người tên Toku, đóng phạt 200. Gì? Biên bản Toku lý do chạy xe quá tốc độ phạt 200 hả? Đúng rồi. Đấy, 1, 2, 3, 4. Trong vòng 1 tháng sau anh sẽ đem hồ sơ của anh và bằng lái của anh qua đây để chúng tôi đưa lại xe. 1 tháng. Rồi, còn người tiếp theo tên là Tàu Hổ. Hồ sơ của anh đây, anh chạy quá tốc độ phạt 200. 300. 300. Trời ơi, chạy ngược chiều 300 đô. Anh cán bộ ơi, em nghèo em hết tiền rồi, có thể giảm không? Không được. Nếu anh mà không phạt thì anh không lấy xe được. 100 nè, 200 nè, 250 nè. Bạn thấy không, bây giờ tụi mình lấy tiền thôi. 27, 29, 295. Hết tiền rồi. Vậy thôi, giảm xe luôn nha Jimmy. Ơi, tôi vô làm hồ sơ. Bao thêm rồi. Trời, không quay lại đây để lấy xe. Nhớ là cầm theo giấy tờ tùy thân. Trời ơi, biết rồi, biết rồi. Trời ơi là trời. Được rồi, ngày hôm nay bác xét nghĩ là ok đó. Hay là mình đi ra xây đèn giao thông đi Jimmy ơi. Hợp lý á, bây giờ chúng ta đi xây đèn giao thông thôi Jimmy ơi. Ok, ông chỉnh đi. Ok, ok, thấy cái đèn đỏ vậy là đẹp rồi đó Jimmy ơi. Đẹp quá trời luôn mấy bạn ơi. Ui, mấy con quá trời nghe đâu, quá trời luôn vậy cô tôi ơi. Ui, 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 quá trời luôn. Mấy con này là CKB đây nè. Ôi, ôi trời ơi, mấy con quá giờ luôn kìa. Ôi, ai vậy, ai vậy? Cái con quá giờ bùm cầu này nguy hiểm quá mấy bạn ơi. Bây giờ tụi mình phải cùng nhau tiêu diệt mới được. Người này là ai vậy? Dạ, chứ con hỏi chú là ai vậy? Ta chính là Mecha Chapik. Ôi, Mecha
con sao lại ra đường lúc này? Lúc này nguy hiểm lắm. Dạ xin tự giới thiệu, con chính là cảnh sát Dung Mây, còn đây chính là cảnh sát Hi Ha. Đúng 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 đúng. Ồ, hai đứa nhỏ vậy đó làm cảnh sát à? Ồ, dạ. Cũng nhờ hai đứa gọi là giao thông ở đây tốt hơn đấy. Cảm ơn hai đứa. Dạ không có gì, không có gì. Dạ, trời ơi, không có gì. Ê, ông có bệnh không? Để tôi leo lên, tôi nói chuyện cho dễ nha, tôi lùn quá à. Ô là trời, đây tôi có gỗ nè, được không? Được, 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 để tôi leo lên. Ê, để lên đây. Hai đứa ơi, cẩn thận nha. Tại vì dạo này CKBD nó tung hoành khắp nơi ở trong thành phố này đó. Ồ, dạ tụi con biết rồi, CKBD là những con quái vật bờm cầu á, tụi nó lúc nào cũng tung hoành khắp nơi á. Đúng vậy, ta thì là người mới gia nhập vào, các con có biết Camiga Speaker TV không? Dạ, không biết, tôi biết, không biết. Nhìn chú giống mê cha Speaker quá à. Đúng rồi, mê cha Speaker á. Ta là mê cha Camiga, ta mới gia nhập vào hội tiêu diệt CKBD. Ta chính là đèn giao thông à. Ồ, đèn giao thông hả? Ồ, xịn thiệt chứ, xịn thiệt chứ. Hay là chú nhận nuôi tụi con đi, tụi con không có cha mẹ gì á. Tụi con muốn giải cứu thế giới này. Đúng rồi đó. Văn minh của thế giới này xanh sạch đẹp hơn. Đúng 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 đúng, chú có thể nhận nuôi tụi con được không dạ? Đúng 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 đúng. Cũng hợp lý. Tại vì là ta là quản lý an toàn CKBD đường bộ mà ta mới gia nhập vào, không có người đi theo. Hai đứa có là ta là nuôi hai đứa đi theo giúp ta được á. Wow, vậy thì tốt quá rồi. Vậy chú nhận nuôi tụi con. Vậy thì các bạn ơi, chúng ta cùng về nhà mới của ba mình thôi. À, đi theo đi nhanh đi đứa ơi, phía trước là nhà của ba đó. Nhà đẹp quá vậy. Đúng rồi đó, trời ơi, bao là đẹp luôn kìa mấy bạn ơi, mấy bạn coi kìa. Chị My có thấy cái đèn ở trên đây là có con người màu đỏ, người màu xanh không? Có, tôi có thấy á. Cái đó là dành cho người đi bộ đó, vào nhà nhanh mấy đứa. Đi coi nhà, 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 tôi muốn coi thử nhà của mê cha Pigman mạnh như thế nào, ổ to như thế nào quá. To như thế nào ta? Trời, nhà của ta là to so với cái thứ của mấy đứa ra. Trời ơi, nhà có một cái bàn với cái ghế to dù dù luôn nè. Lên bàn thôi Jimmy ơi. Ok. Nhà ta thôi, mình ta ngồi vô cái ghế nè. Cái đó là chỉ có một cái ghế thôi. Ờ đúng rồi, nhà này đâu có ai to bằng được đâu. Lên ghế đi. Ôi, có một bức tranh mê cha chặt phít luôn kìa. Không, từ này mình phải gọi là ba của mình. Ba chặt phít của mình nè mấy bạn ơi. Mấy bạn có thấy bức tranh ba của mình không? Trời, nó hơi mờ á mọi người. Nhưng mà khá là đẹp trai đúng không mấy bạn? Mấy bạn thấy đẹp trai thì đừng quên để lại một like nha. Có nguyên một cái cúp luôn kìa. Thì mấy đứa lại thấy là cái hình của ta hồi trẻ đó. Hồi trẻ là ta được mấy cái cúp này luôn nè. Cho nên ta mới trưng bày ở đây. Cái cúp kia là cái cúp gì vậy cha? Giống như cái ly vậy đó. Đó chính là cái cúp hạng nhất bảo vệ an ninh đường bộ. Hạng nhất bảo vệ an ninh đường bộ luôn á dạ. Vậy là còn giỏi hơn hai đứa mình nữa. Giống vậy nè ha. Dạ dạ dạ. Ây, ta còn nhiều phòng lắm á. Wow, cái cửa tiêu bếp luôn. Ôi, bên đây có hình đó. Phòng ngủ của ta. Trời ơi, bên đây hình cha mình nữa nè mấy bạn ơi. Một bức hình mới nữa. Đẹp trai quá ha, giống như hình ảnh thờ vậy á. What? Trời ơi, trời dạ. Trời ơi, ảnh thờ gì á. Trời ơi, chứ mi bà không biết hả. Mỗi lần người ta chụp ảnh thờ là người ta để cái phông màu xanh giống vậy nè. Ê, cái này là cha chụp hình nghiêm túc á. Người ta làm việc nghiêm túc là phải chụp hình thẻ. Có khi nào ông nội không? Có khi nào là ông nội không cha? Không, cái cha mà, nhìn cái trang cha. Ông nội của tụi mình lên dĩa rồi. Lên dĩa rồi, vậy là nướng lên luôn đó mấy bạn. Xin giới thiệu với mọi người, đây là một cái giường ngủ siêu to khổng lồ của bé Jimmy Cutefo mày quay à. Đây là dưới giường của ta luôn. Mấy đứa mà có gặp chuyện á, ta giúp liền á, ta bảo vệ như đặc hơn. Hi ơi, đi xuống đây Hi ơi. Jimmy ơi, Jimmy ơi, lên đây có cái giường này nhìn lạ đó nè. Hả? Bọn, chắc là đêm này hơi bị xẻn á. Được rồi, ê, đi xuống, có phòng cho tụi mình kìa. Đi, có phòng. Tham quan phòng mấy đứa đi. Đi, nè, ở dưới đây nè. Lỗ gì nè. Wow, đó. Trời ơi, một căn phòng dành cho Hi Ha và Jimmy mấy bạn ơi. Trời ơi, căn phòng này giờ quá. Cái tủ quần áo nè. Trời ơi, giường ngủ nè. Có tất cả mọi thứ luôn. Sao á, sao cái phòng của tôi mà hạ xanh màu hồng mà có cái giường màu xanh. Ừ, còn cái phòng của tôi màu xanh mà có cái giường màu hồng. Mấy đứa làm gì trong đó vậy? Thì là sao anh thấy mấy đứa? Ừ, cha của mình hơi lạ. Phòng riêng của tụi con mà. À, phòng riêng của tụi con mà, để cho tụi con tự nói chuyện cho. Ở
ca, hỏi máy đi, cha đợi nè. Ừ thôi lạ nha. Đúng rồi, ra hỏi cha thử coi. Ừ, đi 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 đi, để tụi mình ra hỏi. Ủa cha thử coi. Sao, ta còn dự phòng không chơi, cho hai đứa lắm ta. Ủa cha ơi, sao cái ở dưới hồng, cái chỗ bên màu hồng của con lại có mấy cái đồ của Jimmy màu xanh vậy? Đúng rồi đó, bắt đầu bên cái phòng của con lại có cái giường màu hồng vậy cha. Trời ơi, cảnh sát cũng biết nữa, này rồi cha ơi, mấy thằng kia nó làm giùm cha biết đâu, để cha nói lại với nó mới được. Trời ơi, chén cha thiệt chứ. Trời ơi, ở nhà mình còn chỗ nào đúng không cha, hay là hết rồi vậy cha? À, vẫn còn một phòng nữa là rất là bí mật nguy hiểm mới sử dụng đó. Phòng gì vậy cha? Phòng gì vậy cha? Đây chính là phòng vũ khí của cha. Trời ơi, cái vũ khí là cái vũ khí đó, nó bự hơn cái đầu của mình nữa mấy bạn ơi. Mấy bạn coi kìa, trời ơi, cái này mà bắn một cái là chắc là bể luôn á. Chứ mấy tôi còn lùn hơn cả cái này nữa. Tôi cũng lùn hơn nó luôn nè. Cha là phải to. Trời ơi, xịn quá, xịn quá. Bắn một cái là lủng não luôn. Đúng rồi, cha để tiêu diệt sự KBD đó. Cha ơi, cho con bộ đồ rồi thay giống cha đi cha. À, tao quên hả, thiếu quên luôn. Được rồi, để ta trang bị cho mấy đứa vài bộ đồ với lại vài cái vũ khí nha. Hey, cha. Hello. Thế từ đây, đây là băng kèn. Cuối cùng thì tôi cũng thay đồ xong rồi nè. Ông thay đồ xong chưa? Tôi cũng thay đồ xong vậy. Ôi, tụi bà y chang nhau luôn. Tụi mình đúng là một couple luôn á nghe. Trời ơi, chứ còn gì nữa, còn phải nói nữa. Thôi, được rồi, đi ra khoe, khoe với bà mình thôi. Nhìn hai đứa mặc đồ giống ba, trông đẹp trai xinh gái quá. Trời ơi, còn gì phải nói nữa, tụi con lúc nào mà không đẹp trai xinh gái. Ờ từ mấy đứa ơi, để ta đưa cho hai đứa vũ khí luôn nè. Wow, vũ khí mini. Vũ khí mini hả? Cho hai đứa đó. Wow. Ôi, trời ơi. Xịn dữ vậy ba. Bây giờ đứa sẽ giúp ta là tiêu diệt sự cái mini, được không? Dạ, dạ được. À, ta cũng mới nghe có thông báo có từ KBD xuất hiện rồi. Lần này chúng mới đông, nhờ mấy đứa em ta phụ nha. Chào. Dạ, dạ, dạ. Thì ta vừa mới nhận nhiệm vụ, ở đây có hai người cần cứu. Mấy đứa có thể gọi là bay đi tới nó nhanh chóng hơn. Dạ, 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 con hiểu rồi, tôi chưa. Dạ, ta chuẩn bị đầy đủ chức năng bay rồi. Nhanh lên mấy đứa. Chú vâng, 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 chú vâng. Cảm ơn hai người, cảm ơn Tắc Man. Ông này bỏ tôi, ông chạy luôn. Ông này đừng có xuống nữa. Thôi không sao, thôi không sao đâu. Hai người ổn không? Ồ, chúng tôi không sao, chúng tôi không sao hết. Cảm ơn người em. Nơi chú ẩn đi. Hiện tại sẽ cứ đi đây, quanh đây chắc đọt đó. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi thôi ông ơi, đi thôi ông ơi. Đi lên, đi lên. Cần thầy tìm gia đình cha Tắc Man nghe. Đúng rồi đó. Gia đình của tôi sẽ giúp đỡ cho. Yên tâm, yên tâm. Đúng vậy, đúng vậy. Tụi tôi là người đèn, người đèn, người đèn đỏ. Xem xung quanh cái toàn sẽ có biết đi không? Dạ cha ơi, hết rồi cha ơi. Trời ơi cha ơi, công nhận mình làm việc tốt vui ghê luôn á. Bà nghe nói ủa? Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Mày xì cây bi đi này, xì cây bi đi nè con. Xì cây bi đi nè, xì cây bi đi nè, xì cây bi đi. Xong rồi cha ơi. Trời ơi, sao xì cây bi lại xuất hiện vậy ơi? Có bọn xì cây bi đi gì kìa? Con gì kìa? Ờ, đúng rồi á. Tạm biệt nha. Được rồi. Cha ơi, cha ơi, có con xì cây bi đi gì hồi nãy ở đẳng đó cha. Ta thấy rồi, ta thấy rồi. Đuổi em lên. Ôi, nó chạy kìa, dí ra nó thôi. Ôi, nó chạy nhanh quá. Nó chạy rất là nhanh, nó lại nguy hiểm cho người. Ôi, nó nguy hiểm xe luôn kìa. Đứng lại. Đuổi theo hắn, đuổi theo hắn. Cha ơi, nó vô đường cục rồi. Được rồi, ba đang đuổi em. Ôi, nó quẹo phải rồi. Ôi thôi chạy nhanh quá. Con đang con bò đang bay đi chặn đầu hắn chơi. Trời ơi. Cha biết đang cố lại chặn đầu. Hắn quay ngược lại. Ủa nó đâu rồi cha ơi? Con nó đâu rồi? Nó chạy bên đây. Chạy heo bay heo mấy đứa. Nó đây nè mấy ơi. Chúng ta bay rồi chúng ta hỏi nó không phải nào để nó hót.
thoát được. Nó chạy nhanh quá à. Chết đi con quái vật kia. Ôi ơi nó quẹo kìa. Chết đi con quái vật. Chết đi. Trời ơi, nó né nhanh quá à. Mấy bạn ơi, mấy bạn coi nó kìa. Nó né được hết các đường đạn của mình luôn kìa mấy bạn ơi. Trời ơi, cha ơi, đáng đi cha ơi. Đúng lại. Trời ơi, nó chạy đi đâu vậy ta? Nó chạy đi đâu vậy ta? Nó đang chạy về hướng đằng kia. Ôi, đằng kia thì có Skibidi nhện. Ôi, bây giờ mình phải tiêu diệt những con Skibidi nhện thì mới được. Cha ơi, cha tiêu diệt những con này nha. Ôi, mình phải giết Skibidi nhện. Đông chạy đâu con, ở đây đi ta. Đứng lại, con sẽ kia bên đây kìa. Mày nè. Chết đi, tao đuổi kịp mày rồi á con. Chạy á con, chạy rồi, chết đi. Mày á, đứng lại. Ê, tôi giết kịp nó rồi nè. Ê, chết đi, con sẽ kia bên đây đáng ghét. Trời ơi, nó chạy đi đâu vậy? Ôi, nó chạy nhanh quá à. Ngươi chết đi, ngươi báo hại tao quá nhiều rồi nha. Mày quá à. Nó định hình như là nó định trời mưa luôn rồi. Trời mưa luôn rồi. Trời ơi. Hình như là nó định vô chỗ này để phá hủy thành phố á. Trời ơi nguy hiểm nó vậy luôn á hả? Trời ơi, không biết là cha mình có sao không nữa. Bây giờ mình quay lại chỗ cha mình coi thử đi nha. Nhanh lên cho mày ơi. Ok. Ui, ba về hướng của cha mình ơi. Ba đâu rồi ba ơi? À, con xử sao kìa. Ôi, có chuyện gì vậy? Ba mình đánh lộn với ba cha speaker vậy? Ba mình đánh lộn với ba với cha. Các con không ổn rồi. Bây giờ speaker đã bị điều khiển. Ôi. Oh no. Oh no. Giờ phải làm sao đây? Cha lại. Ôi. Ôi. Jimmy ơi. Ta đi mình ha. Mình không đánh lại được đâu. Bây giờ speaker mạnh lắm. Jimmy nhớ không? Tôi nhớ rồi. Giờ phải làm sao đây? Bây giờ ông mình phải đi tìm người giúp đỡ speaker. Rồi. Được rồi. Vậy thôi chúng ta đi thôi. Ok các bạn ơi. Nếu các bạn muốn mình tìm người giúp đỡ thì đừng quên đón xem tập thứ 2 nha. Còn bây giờ